Ngày 28 tháng 7, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy dẫn đầu tổ công tác đi kiểm tra, thăm hỏi người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong các chốt kiểm soát, khu cách ly F0, khu phong tỏa và khu điều trị COVID-19 trên địa bàn quận 6. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Lê Thanh Liêm cho biết, đoàn công tác đi kiểm tra cơ sở 4 nội dung: kiểm tra việc thực hiện giãn cách triệt để theo chỉ thị 16, chỉ thị 12, hệ thống thu dung phân loại, theo dõi tư vấn hỗ trợ, chuyển bệnh nhân và điều trị COVID-19, công tác chăm lo hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch bệnh, công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tại khu phong tỏa hẻm 63 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, ông Huỳnh Văn Thấy, quê Sóc Trăng cho biết, đang thuê nhà trọ ở đây cùng với vợ con đi làm công nhân. Vừa rồi vợ và con ông mắc COVID-19 phải đưa đi điều trị. Đến hôm qua đã khỏi bệnh và trở về cách ly tại nhà. Trong thời gian cách ly, gia đình nhận được sự hỗ trợ nhu yếu phẩm thường xuyên nên rất an tâm. Cách đó không xa là căn nhà trọ của vợ chồng ông Lâm Văn Phùng đang thuê mỗi tháng với giá 900.000 đồng, tiền điện nước thêm gần 400.000 đồng. Ông chạy xe ôm, vợ bán hàng rong. Khi dịch xảy ra, cả hai nghỉ việc ở nhà. Vợ chồng ông cũng lo lắng khi khu vực này có ca bệnh. Hai vợ chồng cũng bày tỏ mong sớm đẩy lùi được dịch để còn đi làm trở lại, trang trải cuộc sống. Lắng nghe tâm tư của người dân, đồng chí Lê Thanh Liêm chia sẻ và động viên người dân cố gắng thực hiện giãn cách triệt để, lương thực sẽ có chính quyền địa phương hỗ trợ đi chợ thay. Đồng chí cũng yêu cầu quận 6 chú ý lập thêm các đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, đặc biệt là công tác chăm lo hỗ trợ người gặp khó khăn. Đồng thời, đồng chí Lê Thanh Liêm nhắc lại, thành phố Hồ Chí Minh có chỉ đạo trong đợt tiêm vaccine lần này phải ưu tiên tiêm cho người có bệnh nền, người trên 65 tuổi, do đó quận 6 chú ý rà soát thật kỹ và lập danh sách tiêm, không được để sót một ai. Bí thư quận ủy quận 6 Lê Thị Hờ Rin cho biết, hiện nay trên địa bàn quận 6 ghi nhận 1.961 ca F0, đã điều trị khỏi 42 ca, tổng số F1 ghi nhận có 2.431 người. Về công tác chăm lo hỗ trợ người dân theo nghị quyết 09, bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 cho biết, đến nay quận đã chi hơn 12 tỷ đồng để hỗ trợ chăm lo cho 7.851 người thuộc diện hỗ trợ. Về công tác tiêm vaccine hiện nay trên địa bàn quận, lãnh đạo Bệnh viện quận 6 cho biết, hiện nay có gần 6.000 trường hợp người trên 65 tuổi, người có bệnh nền thuộc diện tiêm vaccine. Trong những ngày qua, quận đang khẩn trương tiêm vaccine cho các đối tượng này.